Trong bài kinh này cũng nói đến lộ trình tu tập từ các giới hạnh đến bốn tầng thiền na, nhưng sau bốn tầng thiền lại dẫn đến ba tam minh chứ không phải các tầng thiền sắc hay vô sắc, cho tới các tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ định và diệt thọ tưởng định. Như vậy là các tầng thiền sắc và vô sắc này, cái này là câu hỏi nha, câu hỏi không có trong lộ trình tu tập hoặc không có trong Phật giáo Nguyên Thủy mà chỉ được Phật đề cập tới như là những gì Ngài đã học được từ các vị thầy khác trước khi giác ngộ giải thoát, phải không sư? Còn Ngài chỉ khuyến khích chúng ta tu học tới bốn tầng thiền, sau đó dẫn nhập tam minh để giải thoát, phải không? Nó có một cái câu như thế này: cái người mà không đọc sách thì rất là nguy hiểm, mà người chỉ đọc có một quyển sách á, lại càng nguy hiểm. Tức là gì? Khi mà chúng ta chỉ đọc một bài kinh hoặc một vài bài kinh mà chúng ta không có đọc trọn vẹn, thì nó giống như chúng ta nhìn Phật pháp qua một cái lỗ nó rất là nhỏ, qua cái lỗ kim thôi, còn lại mình che hết. Mà nói nó buồn chứ nó giống như ếch ngồi đáy giếng. Cái hình ảnh đó nó ví dụ như là mình đọc thì nó chưa có nhiều, mà mình coi là tất cả thì nó kẹt lắm. Bởi vì sao sư nói như vậy? Bởi vì đó, trong rất nhiều những chỗ khác trong Tam Tạng, Đức Phật có nhắc đến các tầng thiền vô sắc. Không tin sư tìm cho quý vị coi. Thời buổi bây giờ mạng internet có rất là nhiều, cho nên đó là nó rất là tiện, nó rất là tiện ha, rất là tiện. Đây, ở đây có 137 chỗ Đức Thế Tôn nhắc đến phi tưởng, phi phi tưởng trong Kinh Tạng. 137 chỗ, xin nhấn mạnh là 137 chỗ nha. Thí dụ như mà một bài Đức Thế Tôn nhắc lại 3 lần đi chăng nữa thì nó cũng rất là nhiều bài kinh nha, rất là nhiều bài kinh nha. Nè, này một gà, đây này, này một gà lành á, hãy đặt tâm vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đức Thế Tôn dạy ngài Mục Kiền Liên hãy trụ vào phi phi tưởng xứ nha. Rất là nhiều nha, rất là nhiều nha, rất là nhiều nha. Đọc giùm, đọc giùm. Ngoài ra việc trú được, việc chứng được vi tưởng, phi vi tưởng xứ là yêu cầu cần và đủ, yêu cầu cần thiết, cộng thêm chứng đắc thánh đạo thánh quả thì vị đó mới trú được diệt thọ tưởng. Đó là giải thoát thứ 8. Có nghĩa là sao? Đối với rất nhiều những trường hợp, Đức Thế Tôn có khuyến khích và hướng dẫn tu tập đi đến các tầng thiền vô sắc. Và trong rất nhiều bài kinh, để mà đạt được diệt thọ tưởng định thì phải đi đến tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng. Và xin thưa với những ai chưa biết diệt thọ tưởng định là gì, thì diệt thọ tưởng định là tạm dùng cái từ đặc sản, của thánh tam quả trở lên. Nhớ nha, rất nhiều những vị thánh nhập diệt thọ tưởng định, mà bây giờ mình nói diệt thọ tưởng định là do đời sau chế ra thì chẳng hóa ra mình đang phỉ báng các ngài. Không tin mở kinh ra coi.
Diệt thọ tưởng định là đặc sản của các vị thánh tam quả tới tứ quả. Tuy nhiên, ở trong kinh tạng thì đa phần nhắc đến các vị A-la-hán trú vào diệt thọ tưởng định hơn là nhắc đến các vị tam quả nhập diệt thọ tưởng định. Cho nên á, cái này là đặc sản của thánh nhân nha, đặc sản của thánh nhân. Và Đức Thế Tôn cũng thường xuyên an trú trong diệt thọ tưởng định ha. Chứ mình đọc kinh mà mình đọc không có hết á, rồi mình nói là đó, theo cái tư kiến cá nhân thì nó kẹt lắm nha, kẹt lắm. Cho nên sư nhấn mạnh bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới cộng với diệt thọ tưởng định được Đức Thế Tôn nhắc đến trong rất nhiều bài kinh của Phật giáo Nguyên Thủy và nó nằm ở trong lộ trình tu tập. Nằm ở trong lộ trình tu tập. Chẳng qua là tùy đối tượng mà có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như có người đó thì họ chỉ cần cái khả năng cận định và sau đó họ đã có thể phát triển trí tuệ quán chứng đắc thánh đạo thánh quả. Họ không có khả năng chứng đắc các tầng thiền, tức là những vị thánh không chứng thiền. Cái thứ hai là có những vị cần phải chứng đắc các tầng thiền sắc giới hoặc là sơ thiền là đủ rồi, hoặc nhị thiền đủ rồi, hoặc tam thiền là đủ rồi, hoặc tứ thiền là đủ rồi. Đối với các vị đó thì Đức Phật chỉ nhắc đơn giản là cho tới tứ thiền nha. Nhưng mà sư nhấn mạnh có một vài bài kinh Đức Phật chỉ nhắc đến sơ thiền. Mà nếu như mình đọc những bài kinh đó ha, rồi mình cho là Đức Phật chỉ nhắc đến sơ thiền thôi, còn Phật không có nhắc đến những tầng thiền khác, như vậy những tầng thiền khác là ngoại đạo đặt ra hay sao? Cái vấn đề do mình kinh mình đọc ít, mình chưa có nhiều, thành ra là mình bị nhầm lẫn nha, nhầm lẫn. Rồi có những người đó, ví dụ như trường hợp ngài Mục Kiền Liên, là những vị có cái duyên lành đối với thiền định, đặc biệt là những thì những cái tầng thiền thâm sâu, thì đối với những vị đó các tầng thiền sắc giới đó nó chưa đủ để thỏa mãn những vị này, mà những vị này thích thú hơn khi mà đi vào những tầng thiền thâm sâu hơn. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới nhắc đến bốn tầng thiền vô sắc. Tức là sao? Không phải lúc nào ngài cũng nhắc tới, nhưng không có nghĩa là ngài không có nhắc nha. Chưa có nghe một vài vị phủ nhận, thậm chí phủ nhận những cái tầng thiền chứng, nhưng mà như vậy nó lại kẹt là Đức Thế Tôn nói như vậy mà mình bây giờ mình đi mình phủ nhận, thì không lẽ bây giờ mình đi phủ nhận chánh pháp hay sao? Mà một vị tỳ kheo phủ nhận chánh pháp thì tức là vị đó từ bỏ chánh pháp, mà một khi vị đó đã từ bỏ pháp thì vị đó ngay khắc thời điểm đó vị đó không còn là tỳ kheo nữa. Thì cái đó nó rất là kẹt. Thành ra đó phải rất là cẩn trọng, rất là cẩn trọng, đặc biệt đối với kinh tạng. Không phải cái gì mà mình tu được thì mình mới công nhận là Phật thuyết, còn cái gì mình tu không được, mình tu không nổi, hoặc là nó khác với cái suy nghĩ của mình, khác với cái sự tưởng tượng của mình, khác với cái suy luận của mình, khác với ông thầy của mình, rồi từ đó là mình đưa ra một kết luận vội vã là cái này không, mình không công nhận cái bài kinh đó, thì như vậy nó rất là kẹt, nó rất là kẹt. Mình phải tập nha, tập. Nó giống như á, có những bệnh nhân
mà họ bị dị ứng thuốc thì nó rất là kẹt cho bác sĩ, đặc biệt là trong những khoa cấp cứu. Tức là hễ mà đưa vô một người bệnh nhân mà họ bị dị ứng đủ thứ hết trơn á, dị ứng cái này, dị ứng cái kia, dị ứng cái nọ, thì cái khả năng chữa trị cho những người đó rất là ít. Mà họ dị ứng càng nhiều thì họ càng khó chữa trị. Thậm chí có khi chính vì bởi vì sự dị ứng đó mà họ sẽ chết. Cũng vậy đó. Mình học pháp mà mình đừng có tập để cho mình dị ứng với chánh pháp nha. Ví dụ như tôi đương nhiên tôi cũng tin Phật, tôi tin Phật, nhưng mà tôi chỉ tin theo tôi chỉ tin bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi, còn tất cả những bài kinh khác tôi dị ứng, tức là tôi không có tin. Ví dụ như chỗ nào mà nói về tu tập bốn thiền chứng tôi không có tin, hoặc là bài kinh nào nói về các tầng thiền vô sắc tôi không có tin, tại tôi bị dị ứng với mấy thứ đó. Khi mà nhắc tới cái toàn thân tôi nổi da gà, tôi khó chịu, tôi nghe không nổi, tôi dị ứng. Mà quý vị biết mình dị ứng với chánh pháp càng nhiều thì con đường mình tu nó càng hẹp nha. Rồi tới hồi mà quay đi quay lại thì mình chỉ không bị dị ứng với một vài phương pháp thôi, nhưng mà trong một vài phương pháp đó có khi nó lại không phù hợp với mình nữa. Tại sao Đức Thế Tôn thuyết đến Tam Tạng Kinh Điển? Là bởi vì đó, tùy theo mỗi người mà họ có cái phương pháp tiếp cận chánh pháp không có giống nhau. Đức Phật thuyết nhiều như vậy là bởi vì đối với một số người có cái căn cơ nó tương đối đặc biệt á, thì phải tiếp xúc với cái kiểu đó họ mới chứng đắc được. Mà bây giờ mình cứ cái kiểu mình dị ứng với đủ thứ hết trơn, trời á, đụng cái này mình dị ứng, đụng cái kia mình dị ứng, rồi cứ cái gì mình dị ứng là mình tránh, cái gì dị ứng là mình né. Nhưng thực tế thì không chắc là mình dị ứng đâu, mà chẳng qua là mình không có tập cho mình làm quen. Mình gọi mình bị nuông chiều hoặc là bị gạt, quen rồi đó thì mình trở nên là một người rất là nhạy cảm, rất là mẫn cảm, rồi mình bị dị ứng với chánh pháp thì tự mình thu hẹp con đường của mình thôi ha. Sẵn cái câu hỏi này thì sư nhắc quý vị để mình phải thứ nhất mở rộng cái đầu mình ra, đọc nhiều kinh tạng, nghe nhiều những cái lớp kinh tạng, đừng có châm bẩm vào một vị thầy. Bởi vì á, một vị thầy, bản thân vị đó sẽ có tư kiến của cá nhân vị đó, và vị đó có thể giảng dạy theo cách vị đó thích và né những cái vị đó không thích. Và khi mà mình không có cái nhìn về chánh pháp một cách toàn diện á, thì mình rất dễ phạm vào cái sai lầm nếu như vị thầy của mình sai lầm. Ngay cả các vị trưởng lão nổi tiếng hiện giờ của Việt Nam, quý vị đi theo bất kỳ một vị nào, bất kỳ vị nào, ngay cả Ngài Giác Nguyên là một vị sư rất là kính trọng, nhưng mà sư vẫn nhắc nhở, bất kỳ vị nào thì quý vị cũng nên học nghiên cứu những lớp kinh tạng của các vị khác, để chúng ta có cái nhìn đa chiều, có cái nhìn đa chiều. Bởi vì một vị có thể vị đó chỉ nhìn thấy một mặt thôi, và vị đó chưa có nhìn thấy hết được tất cả các mặt, nhưng mà vị khác sẽ bổ sung cho vị đó. Và thậm chí nếu như hai vị hoặc là nhiều vị có cái nghịch nhau thì mình sẽ có thể nhận ra sự sai lầm của một vị nào đó. Tại sao sư có đề nghị như vậy? Bởi vì bản thân sư đã chứng kiến một vài vị trưởng lão do hơi tự tin, hơi tự tin về cái trí nhớ của mình, cho nên có một vài điểm về pháp vị đó
diễn dịch bị nhầm lẫn. Đương nhiên có một có nhiều chỗ nhầm thì nó không có nghiêm trọng, nhưng mà có một vài chỗ thì nó cũng hơi bị bự ạ. Cho nên đề nghị đừng có châm bẩm một vị thầy, mặc dù là quý vị có thể là thần tượng vị thầy của mình, thương mến kính yêu vị thầy của mình đến cái mức độ mà ngoài thầy mình ra ai nói cũng là rác hết, thì sư vẫn đề nghị là chúng ta nên mở rộng cái tầm nhìn mình ra ha, mở rộng tầm nhìn mình ra, nhìn vấn đề theo nhiều mặt, rồi từ đó mình mới có cái nhìn toàn diện. Chứ còn sợ nhất là mình học đạo mà mình có cái nhìn phiến diện, bởi vì thời nay thánh nhân tìm đâu ra, mà không phải thánh nhân còn là phàm thì thế nào cũng tránh sao khỏi sai sót nha. Khôn nhà dễ chịu vậy thôi.